Giờ trời đang tối à, và ba anh em sẽ thí nghiệm một cái củ đề xe quay Trung Quốc nha. Mình sẽ kích điện lên coi thử nó được bao nhiêu volt, thử bóng đèn nó sáng nha. À, nhờ anh này giữ cục được củ đề giùm nha. Tắt 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 cái đèn đi, tắt đèn đi. Rất rất là sáng nha anh em. Đó là hai hai tim nha, có một tim thôi, một tim theo một tim thôi. Còn một chân thôi, đèn một chân thôi. Một chân thôi nha. Rất là sáng nha. Sáng trắng luôn nha. Đó là hai tim nha anh em, đó là hai tim nha. Cho một tim thôi, một tim đi. Đó một chân thôi, đúng rồi một chân thôi. Được rồi, vậy là tuyệt vời rồi. Giờ mình đề lên cho anh này nè, này thử mấy cái nha. Rất dày, rất rất dày, rất dày. Rất này. Tụt 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 cái này là tụt cái này rồi. Thôi được rồi, được rồi, như đây mình chia sẻ cho anh em thôi. Đây là cái củ đề ha. Rồi bật đèn, bật đèn led lên. Để mình bật đèn lên cho anh em xem. Đây là cái củ đề, nói chung củ đề bỏ của người ta mình mới sửa lại ha. Mình mua cái ruột ở trong này mình gắn vô lại và nó đã phát điện được 12V á, nhưng mà mình chưa lấy đồng hồ mình đo thử. Thì giờ mình mới có thử bóng đèn này thôi. Bóng đèn này là để coi nó bao nhiêu volt. 12V 18W. Anh em thấy thấy rõ 12V 18W nha. Rất là sáng. Thì để ngày mai mình chế vô cái gì đó để mình quay cho anh em xem nó kỹ, ban đêm quay không nó rõ. Thì mình chế thôi, anh em có nào có thấy thích thích thì đăng ký kênh ha. Mình sẽ đưa những cái video hấp dẫn cho anh em xem. Mình sẽ chế hết mình luôn cho anh em coi để anh em học hỏi làm theo thôi. Rồi như đây thì mình chấm dứt đi, tại tối khuya là cho hai anh em mà về ngủ nữa.